Da mình hơi khô, mình cũng đang thương thương rồi, phải có lá cầm đang ăn về thích vậy nè. Rồi nó nghe gô rồi, nó khôn đó. Ủa rồi anh ơi, ôi anh ơi. Tài chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Tư Tài Vlog nha. Chào cả nhà. Thì cho thầy chúc cả nhà mình một ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Sáng thì hai chồng cũng có đi tắp mương đó cả nhà, được mớ cà phê nè. Rồi vợ tèo thì cũng mần sạch sẽ lóc xương rồi. Bữa nay thì làm khô nha cả nhà. Bữa nay thì cá nó hơi nhiều á, cho nên Nguyệt mần tới xế luôn cả nhà. Thì Nguyệt có rửa muối hai lần ha, cho nó sạch này nè. Rồi Nguyệt để cho nó gáo nữa, ăn mình ốp cho nó thấm đó. Đây mình có chuẩn bị nè, đây là cỡ 2/3 chén nước mắm ha, với ít đường, mình cho một muỗng muối với muỗng bột ngọt. Đây là ớt nè, mình băm nè. Cái này là tiêu để cho thơm. Đây là hành tím với tỏi mình băm. Ớt thì mình để vô cho đừng cho vùi nó bôi vô cả nhà. Bây giờ mình ớt ha. Đây nước mắm nè, để gia vị vô, mình quậy cho nó tan. Cái khô á cả nhà, tỏi với hành để chung vô luôn. Khô mà mình có sắp ớt vô là con ruồi nó không có đeo nha. Nó có ớt mẹo vô đeo. Cho tiêu vô luôn. Mình sẽ rưới lên. Ủa em không trộn ớt vô luôn sao? Chút đi, chút cho nó thấm gì mình để ớt vô sao. Biết sao sợ nó cay á. Mà ớt thì cũng ớt lai hả, nó cũng cây dừa thôi. Mà em trộn vậy nè, sẵn mình lấy qua tay vô, mình trộn cái hồi nó mình cắt ớt đi. Mình trộn cho nó đều. Khô này rửa sạch trắng tươi luôn nè cả nhà. Mình mổ xẻ ra xong cái mình rửa sạch á, cái bụng cá phi nó hay có cái màng đen bên trong á, mình cho rửa sạch, lấy xương ra, trắng tươi. Mình chế ớt vô, nhẹ dần lủng vào tay, lủng vào tay, nóng nóng cái tay, nó cũng còn ít xương. Nhiều đã phơi khô chắc cũng còn cỡ 1 kg ha. Là tầm gần 3 kg. Nãy mình tát hồi sáng mình tát cũng nhiều không hơn mà. Không biết như gần tao đó. Gần 1 kg. Gần 1 kg. Về để thả bớt mớ cái nhà. Cá nhỏ nhỏ để thả lại hết. Cá nhỏ còn sống đó mình thả. Giờ mình chế thêm một ít dầu hạt điều vô để cho nó có cái màu cho nó ngon. Tại vì nếu mình muốn màu nó đỏ thì mình phải làm ớt nhiều. Nhưng mà làm ớt nhiều sợ hai bé ăn cay cái nha, cho nên người ta làm ớt ít thôi. Mình chế thêm một miếng hạt điều vô nè, hạt điều vô nè. Rồi bây giờ mình trộn thấm nè. Bây giờ thì trong lúc chờ đợi thì mình để đây.
Để đây cái hai chồng mình sẽ đi chặt cái tàu dừa nước á, mình sẽ đan rồi cái mình để khô lên, mình phơi cả nhà. Rồi đi làm đi đây. Giờ hai chồng thì đi ra kiếm tàu lá cả nhà, lá dừa nước á. Đang đương lại, mình đan lại á, đang để khô lên phơi. Hả, tốt không? Lá đằng kia thấy sâu không à? Tàu lá bự bự á. Tàu này bự nè, bự tốt. À, bự tàu đó non. Mình phơi nắng nữa sao đâu. Chặt tàu này nè. Non cái mình đang nó bị nhót, nè em cầm. Nhót đâu, mình phơi có nắng nè. Dạ. Yeah, yeah. Mình phơi cái mình bỏ ngủ, mình làm khác nữa rồi. Cái tàu này dài quá vậy. Lấy đại ra nó đi. Lấy khúc lá bự nè. Lá là đủ rồi. Ừ. Tàu này xuống. Lá đẹp. Vô nhà mình thấy ra ha. Đẹp, mình thấy sạch nữa. Vô nhà cũng được. Không biết tàu đủ không nữa. Hai tàu đây nè. Hai tàu đi. Những tàu đủ rồi đó. Hả? Thấy nhiều khô đó mà. Cái gì đó chứ mình cắt lên mà nó không nhiều, tại mình cắt hết. Tại vì cắt tàu thôi, mình vô mình đan, nếu mà thiếu thì mình ra mình cắt tiếp. Mình xé đôi ra. Mình ốp lại. Ốp lại đan cho nó dễ. Để chỗ này rồi đang cho nó dính sình á, để đắp cái dính sình ra. Nó dài quá khó. Đâu mình đang mình rút thì từ. Xưa thì mấy ông bà xưa thì người ta hay đang gì đang ta phơi đến phòng á cái nhà. Phòng này nữa nè. Sắp cho nó vừa cái tầm nó gì nè. Bỏ tàu đá đầu cái đi, đá đầu nó hơi yếu rồi. Tước ra đi. Em thấy người ta đang lá dừa. Ừ. Nhưng mà thấy khô khô, thấy lá dừa nước thấy nó cứng rồi nè. Lá dừa nước nó bự, mình đang nó bự dễ nè. Lá dừa, cái lá dừa mà đậu dừa mình uống nước thì cái lá nó nhỏ, đang lâu lắm. Lá dừa nước này đang dễ mau lắm cả nhà. Mà ra lại mình phơi khô mình cũng đang xương xương rồi, phải có lá cầm đang đang về thích vậy nè. Trên bàn là đứng dễ nha. Hồi xưa anh đang gỗ được luôn phải không? Hồi xưa cũng có lúc anh đang gỗ. Hồi xưa này cũng đang gỗ nữa cả nhà. Bây giờ bỏ lâu quá, giờ cũng hết với đường đan nè. Cái nghề gì hồi xưa thì cũng có từng trải qua chứ. Thằng học có biết thôi. Nhưng sau này ví dụ thấy có cái nào mà thấy có khả năng mình làm mình ăn được đó, mình làm. Còn cái nghề đan gỗ thì bây giờ khó lắm cái nhà, tại giờ ta không có xài gỗ tre nữa, ít lắm. Cái này đang dễ mà mau nè. Giờ đa số người ta đang người ta xài gỗ mủ, tiện lại. Thời gian thì mình thì dễ. À, cái này cái đan là dễ, đan gỗ nhiều, gỗ khó lắm. Đan gỗ nhiều không đoạn lắm. Đang gỗ thì em chưa biết đan chưa có thấy gì, nhưng mà em thấy người ta giót tre em thấy ghê quá. Giót nhẹ giót ghê lắm, nghe đau đầu luôn. Tại vì cái dao phải bén này ha, giót phải láng này ha, với lại tre nhìn thấy nó sắc, nó mà dễ đứt tay á. Mình nghe mà không quen cái tiếng mà giót nang đó là nghe nhức đầu, ghê lắm, nghe ớn sợ, nghe mà cái não mình nó lạnh não luôn á. Anh quen thì bình thường nè. Đẹp quá nha. Không, hồi nữa mình cuốn cái này lại. Đẹp, đẹp hơn nữa. Cái lá nó cũng đẹp nữa. Cái lá nó sạch sẽ. Hồi sáng có đám mưa anh ha. Đám mưa rồi chỗ đèo này. Sáng cũng lá này lo sạch tại chờ rửa xong rồi. Không chờ không rửa xong. Đám mưa sạch lá. Với lại ở trên ở ngoài này mình cũng không có bụi gì chứ. Lá ngoài này nè, đâu có gần lộ đâu, không có bụi. Xe chạy nó đóng bụi. Nhìn nó thích lại. Mà phải em có... thấy đừng thích á, để cho nó khô nó gáo. Như cái mình đứng bên này cái nhà, dễ làm lắm.
cái này đẹp thiệt ơi. Cái dĩ này chắc hơi nhiều phù chắc chắc hết. Hết hết á. Có hơn một tí đó. Chưa thì hay đang gì đang phơi bánh phồng. Thì tới mùa bánh phồng á, nhà nào cũng có quét bánh phồng chứ vui. Tới tháng đó là nghe lụp bụp, nhà nào cũng vậy hết. Có cái cối á, nếp quét. Giờ mình làm xong cái vàng đó nha. Để ông xã người ta làm vừa luôn ha. Ba chỗ nè. Mình đỡ cái này lại nè. Có mèo mình phải làm cao cao. Vậy là an toàn đó nha. Để khô lên. Vì mình để lên mình phơi một nắng một cả nhà, nắng một là khô luôn rồi. Cái này chứ phải phơi hai nắng rồi. Tại vì bữa nay phơi cũng hơi trễ, kệ để đi. Phơi nhiều cái làm hơi trễ, chắc là người phơi cho nó gáo thôi. Rồi cái mình ngày mai mình phơi tiếp. Chịu cái đuôi để cho nó quặt xuống, nó thẳng cho khô. À, dạ thầy nói là miếng này nhỏ cho phơi không hết, mà miếng này phơi còn hai thao gì mà hai thao gì còn chưa có hết. Ê chỗ đây em đừng phơi, chỗ đó bỏ đi, chắc em nó lọt xuống rồi. Thôi tàu lá này cũng tiện ha. Em chắc ngang gì nè. Em chắc hàng trước gì đó. Rồi em chắc thử ra đây cái coi. Chắc thử đây, em chắc cái cánh này nó xỉa vô đây nè. Cánh này nó xỉa vô đây nè, biết không? Ha. Gì chứ gì? Cho nó xỉa. Nó kéo xỉa ra. Được tại vì bè này nó già cái nó vậy nó khó lắm. Ừ. Có gì nè mới tận dụng hết được gì nè. Chắc lại xưa thưa đi. Vậy nè. Chỗ này em chắc cũng đâu được. Nè, nó hở vậy nè, đâu có rút ra được. Không phải chịu rồi. Tại mình xẻ nó bè gì nè. Mà cái đuôi vô nè. Gì được nè. Cái dĩ này phơi hết trơn à, em cứ phơi bình thường đi, hết trơn à. Để gì nè, để gì cho nó lộn đi vô. Nhìn ngon quá anh ha. Cái thao đó em chắc dở lắm, phân nửa cái dĩ nè. Chắc cải thưa đi. Chắc cải thưa cho nó mau khô. Khô thì mình phơi gì thì nếu mình phơi đặng nắng nữa cả nhà, đặng khô nó thơm lắm nha. Khô tươi xanh luôn. Cho nó dính ớt.
Bây giờ thì cái dĩ khô cũng xong hết rồi cả nhà. Phơi được có nhiêu đó, cũng còn dư lá. Ta phơi mé bên đây nè, mình cho nó khô dễ lấy. Trời giờ thì cũng còn nắng lắm. Phơi đây tới tối thì chắc cũng cũng gáo. Rồi ngày mai có nắng tèo đem tèo phơi thêm lát nữa thì chắc cũng được. Công việc cũng rồi cho nên nè, tèo cũng có đặt hai cái ngục mà nước không có vô mưa nữa. Hôm gà thì Nguyệt cũng có đặt nhưng mà mưa này lúc trước nó có tép mà giờ nó hơi cũng có mà ít cả nhà, hết tép. Nước mà nó không có vô mưa thì nó mới chảy. Nó mới chảy. Ôi không có lớp lắm. Tép có tép. Không có tép mà ít cả nhà. Để. Hai cái mà bốn đầu gì như cũng đủ ăn. Tép. Nói chung là thì biết nè, mưa này thì có tép đó. Thì Nguyệt kêu ông xã Nguyệt đặt kiếm tép để mình nấu canh thôi. Ở nhà thì mấy ngày trước đó Nguyệt cũng có phơi một lần khô cá Nguyệt giăng lưới đó. Thì hôm nay thì hồi nữa chút xíu nữa về thì mình lấy khô đó mình chiên ăn, mình kiếm tép rồi mình nấu canh. Làm nhiều khi cái đầu này nó thắt chứ đầu kia tí chút. Khó nói lắm. Cái này chắc phóng rồi cả nhà, không lội đâu. Em thấy con cá lóc này là nấu canh đủ rồi đó. Ha, ấm rồi đó. Cá lóc thì cũng dễ lắm, mình cũng nấu canh như tép vậy cả nhà, nó cũng ngọt đó, cá lóc đồng á, nó không có tanh, mình nấu canh gì cũng được hết. Go cái nhà tép cả nhà ơi, nhiều cái nhà ơi. Đậu này nhiều. Nhiều hả? Không phải vậy, thường thường á tèo dở là cái đầu này nó trúng đầu đó. Ừ. Mấy lần trước vậy nữa. Chưa có chút. Ây da. À, cá lồng tông nó đâm cái lưới gì anh? Sao? Đó. Chết rồi. Vậy hả? Dở có không tép đâu đó không? Không có đâu. Hết. Chén tép. Ha. Cả chén à. Cả chén tép. Cũng đâu đến nỗi tệ. nước cũng vô. Cũng không tệ cả nhà. Còn một cái nữa. Anh cái này mà nước vô nó chạy tép giống như hổm nữa đó ha. Ừ. Thầy không có nước ra vô á, nó không có chảy. Ồ, nhiêu là dư nồi canh luôn. Dư hả? Ừ. Còn cái đằng kia nữa. Đi lại cái đằng kia. Bay nữa cả nhà. Tiếp tục cái thứ hai nha cả nhà. Ôi gô cả nơi tép anh ơi, tép kìa. Nhiều cả nhà. Ui. Nhiều mà không bằng cái đuôi mới dở rồi. Có 42 cả nhà ơi. Nước nó không vô mưa mình đập gì là cũng trúng rồi đó. Ừ. Tép bự không? Trời mới đặt dở cái đó được nhiêu tép đó mà bự không cả nhà. Này cả nhà. Cái bạch trắng mà bự. Nè, nó tươi xanh luôn cả nhà ơi. Con mắt nó trong vắt luôn. Thêm cái đó canh. Nữa. Nó canh bùn ngó đồ ngon. Tép này chắc gan nhiều luôn quá. Chắc gan luôn quá. Còn đuôi kia nữa. Bay qua nữa anh. Bay tiếp. Có cánh xuống nha. Bay tới bay lui nha. Cánh nó bay thoải mái lắm. Em không có cánh bay là té. Bay là rớt mương không cả nhà. Anh ơi. Ủa, ê anh ở dưới nó có anh Vũ thôi. Có đó cái này hôm dưới mà. Ừ. Nó nằm hôm dưới nó kẹt đâu ra được. Ôi trúng cả nhà ơi. Cái này cũng trúng nè. Lúc nào cũng dở cái sao nó trúng nha. Rồi vậy là hôm nay chắc có tép gan ăn luôn. Hồi thu nữa. Tính kiếm tép nấu canh mà về được nồi tép gan nữa cả nhà ơi. Chục cả nửa ký lô quá. Không đặt nữa anh. Hả? đặt nữa. Ừ. Chúng ơi có gẹm nè. Gẹm hả? Gẹm xấu không nha. Bự không? Bự. Gẹm này nấu canh cũng ngon, ngọt. Một niềm như cô biển vậy.
Vỏ ai chạy bạo dữ. Giờ máy chạy mà. Chạy tốc độ quá. Tốc độ quá, chừng nhiều khi ôm cua. Ôm cua sự cố xảy ra chở tan kịp. Cái vỏ lãi đó gặp em bơi xuồng là đụng em chắc luôn. Nguyệt cũng biết bơi xuồng, biết bơi nhưng mà không có điều khiển được cái mũi xuồng cả nhà. Nhiều khi nó qua phải qua trái, nó thích đời đi đâu thì qua đó. Bơi nhưng mà không có gành. Dạ. Người ta mới phải chạy xe vậy đó. Cũng nhiều lắm. Nhóc con cả nhà ơi. Ồ tép bạc trắng vậy mà nó bự quá anh. Này đó hả? Này trắng bự nè. Rồi mình đi về. Về làm cơm ăn. Cũng chiều rồi đó. Về. Trời ơi cũng bộ tép quá anh ơi. Nè, ơi, thấy hay mới nha. Ấy dạ. Nửa cái thau. Ồ, tép tươi xanh luôn. Nửa cái thau nhỏ. Mấy công vừa thả lại đi ha. Nhiều đây thì đã ấm rồi nè. Có chạy thả luôn. Nhảy ra luôn nè, chà bá vậy. Không thôi. Thôi, bây giờ mình mần đi rồi mình làm cơm ăn. Cũng rất bên ăn cơm tối luôn anh. Nhiều giờ làm ba cái vàng phơi làm khô. Đang ra vàng phơi khô. Đang cái vàng nó hơi lâu quá cả nhà. Mình cũng làm cá, một đống cá cái làm hơi trễ. Tèo ra đây hái thì hái ít rau má ăn vô nó canh nha cả nhà. Giờ tèo thì làm cá rồi, tèo đi con mình. Cái năm rau má bữa nay nó sung mượn nó tốt. Cái này thấu luôn cả nhà nè, thằng tư luôn, nó dài lắm nha. Từ đầu thằng này mà dài là tới thằng đó luôn đó. Lúc này trên bờ nó hơi bị khô á, nên nó bò xuống mương, bò xuống mương nó đâm ra nè. Nó thiên nhiên mình ăn nó ngon lắm cả nhà, quá trời tốt luôn rồi. Cái này hái mê luôn. Thêm mày luôn. Đã thì tốt luôn. Lát nữa thì tèo vô nhà bẻ thêm ít bùn ngót nữa. Nấu hai loại cả nhà. Bùn ngót với rau má. Mấy cái đám bùn ngót của tèo bữa nay nó cũng tốt. Mưa này ướt đất cả nhà. Mưa ướt đất với mưa có nước luôn. Bộ đám này quá trời tốt luôn. Đám này dưỡng đám đó nữa. Tại chỗ này bữa hổm tèo chưa có hái nè, nên nó tốt. Đằng kia thì hái rồi. Cái này tèo hái cái lá không nha. Tại vì nó mọc dưới mương á, cái chân nó dưới nó bị đóng sình á, nên hái khúc trên nè. Đóng sình vô cái cọng của nó là mình về mình rửa nó không có sạch. Nấp trong cái thảo lá một đám luôn. Thả dừa. Tháng này nắng quá cái nó chui chui trong này nó tốt cả nha. Tại bẻ nãy giờ được nhiều con má nè cả nhà. Vô bẻ tiếp bùn ngót. Bùn ngót có tèo thì hổm tèo ăn tèo cũng bẻ gì nè. Để đọt mà bữa nay nó lên nữa cả nhà. Hổm tèo bẻ ngang gì nè. Mau thiệt, đâu có mấy ngày đâu, lên đậu quá trời luôn. Ăn mình bẻ đậu cái này nó mau lắm. Bên này cũng có mấy cây đậu cũng tốt, cái này đậu tốt. Cái này thắng nắng nó chơi mưa xuống là nó tốt dữ lắm. Bẻ hai cây này chắc đủ luôn. Cái đậu nó giòn, nó mềm, nó non. Tiện tiện mấy cái đọt bự bự rồi, còn cái đọt nhỏ nhỏ để vài bữa bẻ tiếp. Cái này cũng tốt nè. Ba cây một nắm luôn. Cây
Cả nhà ơi, thì hồi nãy đi dở lú á, được con cá lóc nè với mớ tép Nguyệt đã làm xong này ha. Đây là con cá lóc với mớ tép, Nguyệt sẽ nấu canh gao vườn nè, ông xã Nguyệt hái nè, rồi chiên khô ăn chung ha, ăn chung với canh. Thì đây con mớ tép nè, Nguyệt sẽ ớt Nguyệt gan luôn. Đây nè, mình chuẩn bị gia vị nè, ít muối với bột ngọt với đường ha, mình ớt xong mình sẽ lên gan. Tép tươi xanh luôn cả nhà. Cho thêm tí xíu tỏi phi sẵn nè, trộn lên cho nó tan gia vị, cái mình để lên mình rang. Bây giờ khô này thì mình sẽ cắt nhỏ ra, mình rửa cho sạch lại rồi mình chiên. Này khô mình sắc cắt ra nhỏ nhỏ nè, cục dừa ăn nè, mình rửa sạch nè, mình chiên. Khô này mình khỏi cần ớt gì hết, nếu mình làm thì mình có ăn thử rồi vừa ăn, cho nên mình không cần ớt nữa. Ngắm giăng lưới mấy con cá phi bự bự không cái này. Chiên khô xong mình bắt tép lên một gan luôn. Hôm nay nấu hai bếp. Đặng kịp bé đi học về mà cơm chưa chín nữa cả nhà. Sợ bé đói bụng á. Anh nhúm thêm bếp lửa ngoài nè, gần nè cho em nấu canh luôn nha. Tối rồi. Trời chuyển mưa nha. Đang chuyển mưa đó cả nhà. Với lại chuyển mưa. Mưa đang thui, gió tới luôn. Khi tỏi cho nó vàng ha. Mình để cá tép vô, tép mình có đập dập dập nè. Mình cho nó ra nước ngọt cho nó canh cho nó ngon. Rồi, nó thấm tỏi nó thơm. Mình đổ nước vô. Gió quá trời. Nó gió ở ngoài ruộng gió vô cái nó tóc ra lửa ngược lại nên vô mình không. Nó nem mình. Canh Nguyệt đổ nước vô rồi xong rồi cho gia vị vô luôn ha. Chút xíu bạc nêm với đường bột ngọt. Cho nó sôi cho nó chín rồi mình thả rau vô. Mình chén chút xíu rồi ăn đi. Cái bóng này mình đánh vô. Để nó hành đi ha. Để cho nó hành đi. Khô thì mình đã chiên xong rồi đó nha. Để chị dễ khô. Đây mà tép nè. Xanh này nó sôi một chiếc bọt anh. Mình thả rau vô. Trời, gió quá. Sơ cái nó xẹp xuống cả nhà, rồi nó chín là ăn được rồi. Bây giờ mình cho mớ hành lá còn lại nè, vô thêm. Rồi, bây giờ mình nấu cơm ăn, xong rồi đó. Bữa cơm thì gia đình ta cũng đã chuẩn bị xong rồi cả nhà. Hôm nay thì cũng được 3 món. Canh bù ngó, rau má thì nấu với cá lóc, với tép. Đây thì dễ tép chia, tép gan. Bên đây thì dễ khô. Giờ thầy mời cả nhà ăn cùng gia đình ta nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Con mời cha, mẹ, mời cô chú ăn cơm. Mày gấp khô luôn nè. Mời cho chế hai nè. Cảm ơn mẹ. Cho bé Út nè. Cơm khô mẹ làm bây giờ ăn không? Mẹ. Nguyệt mời cả nhà nha. Khô mẹ làm ngon quá à. Ngon. Con thấy ngon mặn không? Cũng mặn. Cũng mặn nè. Vừa ăn luôn ha. Ý khẩu vị của con. Ý khẩu vị của Út nè. Thơ út ngọt được hả mẹ? Mẹ cho chút xíu đường. Nếu khô ở chợ người ta bán con, người ta đâu không chắc người ta không bỏ đường đâu. Tại vì người ta phơi cho thiệt mặn á, ăn ta có thể bán lâu được. Còn mình làm nhà mình ít ăn rồi mình ớt cho nó vừa rồi mình ăn luôn cho nó ngon. Chứ mua khô ở chợ là mình phải luộc lại rồi mình ớt bột ngọt hay là gì đó, đưa miếng đường gì thêm. Hai bé bên này là không có để ý tới dĩa tép luôn nè. Này ăn tép không gài hầu như là mỗi ngày luôn cả nhà. Này không gài đổi món ấy, bữa nay đổi món có món khô á. Nên này bé lên xỉa món khô trước. Hôm nay mẹ với cha đi tác còn nhiều hơn bữa hổm mẹ giăng lưới nữa. Rồi mẹ phơi một thao luôn. Khoai để dành nhau cũng ăn khô là có đó.
ở chỗ tèo thì tối xuống cái là dế nó kêu dữ lắm nha cả nhà, tiếng dế nó kêu nghe buồn. Béo qua dễ ăn lắm cả nhà, đôi khi đói bụng phải không, miếng khô ha, hà tép gan vậy ha, chai nước lạnh là ăn hơi một vậy đó. Con ăn cái đó luôn á mà. Ăn khô mình chan miếng canh vô, canh bùn ngót vô má. Cái đám gà má nó bên này quá trời tốt luôn em. Nó bò xuống mương á, nó mọc hết trơn nguyên khúc luôn. Không đắng chứ ngâm, làm như nó dưới mương á, dưới mương nó có nước á. Không, với cái rau thiên nhiên á mình ăn nó không có đắng. Nó không nóng trơn nè. Ngon. Nấu dùng với tép với có bột ngọt. Béo bên này lấy một ngang má nha. Chung muốn thu à, lấy muỗng rồi đó. Ăn dầu má không có miếng gì gọi là đắng luôn, ngon rồi. Anh mới nhắc là năm nào Thanh Minh cũng mưa, mới nhắc là cái bữa nay cũng mưa luôn ha. Cũng còn trong thời gian Thanh Minh ha. Sao cũng còn đang Thanh Minh. Thanh Minh thì có người đang ăn sớm, có người đang ăn trễ, ăn không có đồng loạt. Hầu như là ít có ai mà ăn được đồng loạt ngay ngày chánh. Tại vì người ta mất làm ở xa, đa số là làm ngay chủ nhật. Chủ đa nhật số thì nhiều. Ăn trễ mới ăn sớm, ngày chủ nhật thì nhiều. Ngày chủ nhật người ta làm. Cũng lâu rồi không ăn canh này ha, canh dầu má. Thì nói cái nhà ăn cơm nha. Nhìn giống thịt ra. Nào thịt đâu. Cho cả cái đầu bự nè. Thích ăn đầu. Anh à, em ăn cái đầu quỳ này phải ăn đầu à. Nó béo ngon lắm. Cái của Huy này làm khô ngon. Ngon thơm nè. Thầy thích chiên giòn giòn cái này, thầy nhai chưa luôn rồi. Nên dọn mấy này lại rồi cái em qua bứng mới có má vậy chồng. Chồng tu quanh nhà vậy. Nhà má thấy nó mọc tự nhiên, nhà má thiên nhiên nó mọc tự nhiên cũng tốt. Còn mình chồng làm như nó không được tốt à. Anh thấy là cũng có chồng á, thấy cũng tốt á. Thấy là chồng vô chậu á, bò. Ta chồng ta cắt này chợ ta bán á. Ăn nhà má nó mát lắm á, thơm thuốc lắm á. Giờ có loại rau má Đà Lạt nữa. Đà Lạt nó cái mùi thơm nó không bằng này đâu. Nó không ngon nữa. Đó thôi. Đó. Trời đang chuyển mưa. Không biết tối nay mưa không nữa cái nhà. Thôi mà. Sao lấy kìa. Canh này, chè miếng canh. Chàng nồi nước cái mấy út nha, ăn ngon. Chiều hôm tính hết thì đợt chạy nha. Có hả? Có, mà thấy cái này nhiều quá. Mình để bữa nào. Tép tư xanh gan nó có ngọt dữ, tép ngon nè. Cho anh cái đậu lóc mình nhé. Lóc nó càng ngọt.
gì đâu cha, cái giờ hai cái đầu ta. Cha thích ăn đầu. Đầu cá khuy với đầu cá lóc. Cha ăn cá thích ăn đầu. Ăn cái nhóm bà ba ăn cá hà cũng thích ăn đầu, nhất là ăn cá cha. Cha ba ăn đầu chứ không ăn thích mình ăn gì đó, ăn lên cá cha là thích ăn đầu à. Cha nó ăn chua nó cái đầu mới ngon ha. Đầu ăn không ngán. Cả nhà ơi, gia đình Nguyệt cũng đã ăn xong bữa cơm rồi. Nguyệt cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của hai chồng